Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2020 và bây giờ là sáng thứ bảy ở Hoa Kỳ. Và các bạn thấy được là tuần vừa rồi thì chứng khoán của Hoa Kỳ đã kết thúc một tuần rất là tốt đẹp. Có thể nói là chỉ số S&P 500 đã kết thúc một tuần mà tăng mạnh nhất trong vòng một tuần mà chưa từng thấy từ năm 1974 cho tới bây giờ. Nhưng mà trong cái video này chúng ta sẽ không có nói chung về thị trường tài chính mà chúng ta sẽ nói về Bitcoin. Tại vì gần đây thường đọc một số tài liệu cho thấy được là có một số dấu hiệu là các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu lại có hứng thú đó với thị trường Bitcoin và có nhiều dấu hiệu cho thấy là các nhà đầu tư lớn đang tức lũy Bitcoin. Và tôi muốn chia sẻ những tài liệu này với các bạn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh giúp kênh được tiếp tục phát triển. Các bạn cũng đã thấy là trong cái tháng 3 này là cái thời gian mà giá Bitcoin dao động rất là lớn và đi trở xuống từ cái mức là 9.200 đô đi xuống tới cái mức thấp nhất là khoảng chừng 3.900 đô từ ngày 7 tây tháng 3 và cái mức thấp nhất là khoảng ngày 12 tây 13 tây tháng 3 tùy theo là các bạn sử dụng cái biểu đồ nào và các bạn thấy được là trong cái thời điểm mà giá Bitcoin đi xuống mạnh như vậy thì điều mà chúng ta đã chứng kiến là các nhà đầu tư lớn ở trên những sàn giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin như là sàn CME và sàn BAC thì cái khối lượng giao dịch đã đi xuống rất là nhiều có nghĩa là cái sự hứng thú của những nhà đầu tư lớn đối với thị trường Bitcoin đã giảm đi điều này cũng dễ hiểu tại vì các bạn thấy là tháng 3 là một tháng mà có nhiều biến động liên quan tới dịch bệnh khiến cho nhiều người lo lắng và nhiều người là không có muốn đầu tư mà chỉ muốn giữ tiền mặt nhưng mà trong vòng đầu tháng 4 này chúng ta đã thấy có một cái sự thay đổi và tôi muốn chia sẻ với các bạn ba điều cái điều đầu tiên thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới hai cái bài viết. Một bài viết được đưa ra bởi Classno và một bài khác là đưa ra bởi Arcane Research. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói tới cái tài liệu được đưa ra từ Classno. Đây là một cái bài nghiên cứu được chia sẻ cách đây 2 ngày mà cũng đã có nhiều người nói tới. Và trong bài viết này để hiểu một cách đơn giản thì Classno nói là đã thấy cái con số cá voi ở trên thị trường Bitcoin đã tăng lên. Thì cá voi là như thế nào? Thì dựa theo Classno Cá vôi là những cái đơn vị mà có ví hơn 1.000 BTC trong đó. Thì các bạn nhìn thấy trên màn hình đây chính là một cái biểu đồ từ năm 2015 cho tới thời điểm hiện tại và có hai cái đường. Các bạn cần phải lưu ý tới cái đường màu cam này, đó chính là cái số lượng ví mà có hơn 1.000 BTC và cái đường mà màu đen này, đó chính là cái giá của BTC. Thì các bạn thấy được là trong thời gian gần đây rất rõ ràng là cái đường màu cam này đã tăng lên cũng đồng nghĩa là cái số lượng người mà có hơn 1000 BTC, cái số ví mà có hơn 1000 BTC đã tăng lên từ khoảng chừng là tháng 2 cho tới thời điểm hiện tại. Và cái lần cuối cùng chúng ta thấy được cái hiện tượng này đó chính là năm 2016 khoảng chừng đầu năm và tăng lên cho tới hè năm 2016. Thì cái lúc mà tăng này, cái mũi tên mà màu xanh này đó chính là cái thời điểm mà nhiều người gọi là accumulation hay là cái thời điểm tích lũy. Và sau thời điểm tích lũy thì các bạn thấy được là giá của Bitcoin cái đường màu đen này đã tăng lên và ngược lại khi mà các bạn thấy là cái đường màu cam này đi xuống Có nghĩa là cái thời điểm đó gọi là cái thời điểm đầu hàng Cũng đồng nghĩa là những cá voi mà có nhiều Bitcoin đang xả hàng Cho nên cái số lượng ví mà có hơn 1.000 BTC đã đi xuống Đây là thời điểm mà các bạn thấy được là bắt đầu từ năm 2018 Và đi xuống cho tới khoảng chừng là đầu năm 2019 một điều nữa các bạn thấy được là mỗi một lần mà cái thời điểm tích lũy xảy ra Nghĩa là cái thời điểm mà cái đường màu cam này tăng lên là cùng với lại cái thời điểm mà hiện tượng Harvey sắp sửa xảy ra đây là cái điều chúng ta đã chứng kiến năm 2016 thời điểm tích lũy xảy ra trước ngày Harvey và sau đó giá cả lại tăng lên bây giờ thì các bạn thấy được là chúng ta cũng gần tới cái ngày Harvey của năm 2020 bây giờ chuẩn đoán là ngày 13 tây tháng 5 là sẽ xảy ra ngày Harvey thì các bạn thấy là trước ngày Harvey cũng có hiện tượng tương tự cho nên bây giờ nhiều người cho là đầu tiên là có rất nhiều những cái nhà đầu tư lớn đã có hứng thú lại về thị trường Bitcoin Ngoài trừ cái biểu đồ này ra chúng ta cũng có một số tài liệu khác tôi muốn chia sẻ với các bạn Liên quan tới cái vấn đề là có nhiều dẫn chứng cho thấy là các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu có hứng thú lại và bắt đầu tích lũy BTC trước ngày Harvin có nghĩa là họ có cái lòng tin khá tốt về cái giá của Bitcoin sau ngày Harvin sẽ tăng lên Tuy nhiên không phải là tăng ngay lập tức Chúng ta cũng đã từng nói tới là sau ngày Harvin thường thường là 6 tháng cho đến một năm thì Bitcoin mới tăng lên Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới cái tài liệu được chia sẻ bởi Arcane Research. Thì Arcane Research cũng nói tới cái tài liệu tương tự chúng ta mới vừa nhắc tới liên quan tới cái số lượng mà cá voi ở trên thị trường Bitcoin đã tăng lên trong thời gian gần đây. Nhưng mà Arcane Research cũng đã đưa ra thêm hai cái biểu đồ mà tôi cảm thấy là rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên là một biểu đồ mà tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết tới. Đây là một biểu đồ gọi là biểu đồ cầu vòng. Cái biểu đồ này là cái biểu đồ mà dự đoán giá tương lai của BTC và cái sự đặc biệt ở đây là những cái đường các bạn nhìn thấy cái đường mà màu xanh ở trên màn hình đã được vẽ từ năm 2010 và cho tới bây giờ không có ai thay đổi và chứng minh được là trong vòng bao nhiêu năm qua thì giá Bitcoin vẫn nằm ở trong cái biểu đồ cầu vòng này và các bạn thấy được là có ba cái đường cái đường ở phía bên trên cái đường ở chính giữa và cái đường ở dưới và giá Bitcoin tuy là có lúc dao động ra khỏi cầu vòng nhưng mà lại đi ngược trở vô như là các bạn thấy là chứng kiến từ năm 2011 hay là năm 2013, hay là năm 2018, nhưng mà sau đó thì giá lại đi trở vô trong cầu vòng và các bạn thấy được mỗi một lần mà cái giá của Bitcoin chạm cái đường ở phía dưới của cầu vòng thì giá lại tăng trở lên và ngược lại mỗi lần mà giá chạm cái đường ở trên của cầu vòng hay là qua khỏi cái đường trên của cầu vòng thì giá lại đi ngược trở xuống và ở thời điểm hiện tại thì cái giá của BTC mới vừa chạm cái đường ở bên dưới ở cầu vòng có nghĩa là giá cả sẽ không tiếp tục đi xuống mà sẽ có cái sự tăng trưởng từ cái mức này đương nhiên không ai biết được tương lai là như thế nào nhưng mà trong vòng bao nhiêu năm qua giá Bitcoin rất là tôn trọng cái đường trên và đường dưới của cầu vòng này điều thứ nhì là đã được nói tới bởi Arcane Research đó chính là một cái biểu đồ cái biểu đồ này thì nhìn có vẻ phức tạp nhưng mà cũng rất dễ hiểu các bạn thấy được là cái đường màu đen này là cái giá của BTC còn phía bên trong thì các bạn thấy là có những cái đường màu xanh Những cái thanh màu xanh này là nói tới là cái giá của BTC ở thời điểm đó So với lại cái số lượng Bitcoin mà được sử dụng trên mạng lưới Thì giá BTC mắc hay là rẻ Chỉ đơn giản là nhìn vào bao nhiêu Bitcoin được sử dụng trên mạng lưới So với cái giá cả Và sau đó đưa ra một cái tài liệu là giá BTC lúc đó là mắc hay là rẻ Thì các bạn thấy được là Mỗi lần mà cái thanh màu xanh này ở phía trên số 0 có nghĩa là giá BTC ở lúc đó là quá mắc Và mỗi lần mà cái thanh màu xanh này ở phía dưới số 0 thì nghĩa là giá BTC rẻ Bây giờ thì các bạn thấy được là tình hình hiện tại thì giá của BTC hầu như là không mắc Mà cũng không có rẻ so với cái số lượng Bitcoin được sử dụng ở trên mạng lưới Có nghĩa là nếu như chúng ta chỉ nhìn riêng về cái biểu đồ này Thì giá BTC ở thời điểm hiện tại là khoảng chừng là 7.000 đô trên một đồng Bitcoin là một giá hợp lý so với lại cái giá trị mà mạng lưới BTC mang lại và đó là cái tin tức đầu tiên thì muốn chia sẻ với các bạn thứ nhì chúng ta sẽ nói tới cái nhà máy phát điện Greenwich Generation đây là một nhà máy phát điện ở New York và nhà máy phát điện này là dùng để mà đào Bitcoin và tin tức chúng ta nhận được ngày hôm qua ngày 10 tây tháng 4 đó chính là cái nhà máy phát điện này đã bán lại 30% của tốc độ đào Bitcoin cho một số những nhà đầu tư và những nhà đầu tư này là những nhà đầu tư thuộc cái nhóm gọi là hedge fund hay là những cái quỹ đầu tư mạo hiểm hay là family offices những cái quỹ đầu tư của những gia đình mà có nhiều tiền thì các bạn thấy được là cái số lượng mà tốc độ đào họ mua lại là 106.000 terahash mỗi một giây thì nói dễ hiểu hơn là với cái tốc độ đào này mỗi một ngày họ sẽ đào được là khoảng 1,8 BTC nghĩa là tương đương với lại 13.000 đô la và họ mua 106.000 hash này hay là 30% của tốc độ đào với cái giá là bao nhiêu tiền thì không ai biết được. Nhưng mà các bạn thấy là ít ra cũng cho chúng ta có một cái dẫn chứng là các nhà đầu tư lớn, các quỹ đầu tư mạo hiểm đã bắt đầu lại có thú đói với Bitcoin. Và đây là một điều mà rất là quan trọng tại vì các bạn thấy là sau khi mà mua tốc độ đào này thì bao nhiêu Bitcoin họ đào được, chỉ cần trong vòng chỉ có 30 ngày nữa, cái ngày Bitcoin Haven bây giờ chỉ còn có 31 ngày, thì sau cái ngày 13 tây tháng 5 này, thì cái số lượng Bitcoin họ đào được sẽ giảm đi phân nữa, nhưng mà họ vẫn chấp nhận mua tốc độ đào ở thời điểm này, có nghĩa là họ có cách nhìn rất là tốt đối với giá của Bitcoin trong tương lai, cho nên không có sợ là sau ngày Bitcoin Haven, cái số lượng đào sẽ bị giảm đi phân nữa. Và cái điều thứ ba, cái điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là liên quan tới cái khối lượng giao dịch ở trên sàn CME và trên sàn BAC thì chúng ta nói tới hai cái sàn này sàn CME và sàn BAT là tại vì hai cái sàn này là hai cái sàn mà người bình thường không thể giao dịch được những người mà giao dịch trên sàn CME và sàn BAT là những nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là những cái quỹ đầu tư cho nên các bạn biết là chắc chắn những người mà đầu tư sẽ là những người mà có rất nhiều tiền hay là những công ty đầu tư thì chúng ta nhìn vào cái khối lượng giao dịch của hội đồng tương lai của Bitcoin ở trên CME thì rất rõ ràng là các bạn thấy là trong dòng Tháng 3 thì cái khối lượng giao dịch đã giảm đi rất nhiều ở trên sàn CME, nhưng mà bắt đầu từ đầu tháng 4 khi mình thấy được là ngày 1 tháng 4 thì cái khối lượng giao dịch lại tăng lên và hầu như đã trở lại như là bình thường trước đây. Cho nên các bạn thấy là đây là một dấu hiệu, một dẫn chứng là các nhà đầu tư lớn cái sự hứng thú đó với hợp đồng tương lai trên sàn CME đã trở lại và không chỉ riêng này sàn CME, chúng ta nói tới sàn BAC đây chính là cái biểu đồ 3 tháng mà cái khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tính tháng của sàn bác thì các bạn thấy là cũng tương tự như là CME cái khối lượng giao dịch trong tháng 3 đã bị giảm xuống khá nhiều so với đầu năm nhưng mà sau đó các bạn thấy là bắt đầu từ đầu tháng 4 thì cái khối lượng giao dịch thì lại bắt đầu lại tăng lên cũng tương tự đây là một dẫn chứng cho thấy là các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu có hứng thú lại đối với thị trường BTC cho nên dựa theo những cái tài liệu này có nhiều người đang rất lạc quan về giá cả tương lai của Bitcoin nhưng mà một điều các bạn thường nên nhớ là chúng ta đang nằm ở trong một cái thời kỳ mà chưa từng xảy ra trước đây, một cái thời kỳ dịch bệnh và cái điều mà các bạn cần nên nhớ là các tài sản bây giờ thì có cái sự quan hệ khá mật thiết giữa chứng khoán, giữa trái phiếu, giữa Bitcoin, giữa vàng. Cho nên Chúng ta không thể nào mà chỉ nhìn riêng thị trường Bitcoin mà cho là Bitcoin sẽ lên hay là xuống trong thời gian dài hạn thì chúng ta có thể là đưa ra một số những cái dự đoán giá cho BTC nhưng mà trong thời gian ngắn hạn thì vẫn phải dựa vào những tình hình hiện tại và có hai điều mà rất là quan trọng hiện bây giờ tôi đã chia sẻ với các bạn cái điều đầu tiên là liên quan đến thất nghiệp và cái điều thứ nhì là liên quan tới các công ty còn cầm cự được bao nhiêu lâu cho nên cái số tiền cứu trợ của các chính phủ rất là quan trọng và khi nào mà tới được những công ty để cho họ không tiếp tục sa thải nhân viên, không tiếp tục phá sản, đó là một điều rất là quan trọng. Tại vì nếu như chúng ta thật sự là bước vào một cái thời kỳ suy thái thì thường không nghĩ là trong thời gian ngắn hạn mọi người sẽ chú tâm đến BTC mà mọi người chỉ sẽ quan tâm đến tiền mặt mà làm sao để mà có thể trang trải trong thời gian này. Và đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu như mà các bạn thích giao dịch margin và các bạn muốn ủng hộ thuần Capital thì các bạn có thể tham gia sàn NAPX tham gia thông qua link của Thuận Capital ở phía dưới sau đó các bạn bấm vào tham gia sàn margin NAPX thì các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí bấm vào cái link đăng ký nhóm hỗ trợ margin chơi margin thì đương nhiên là có nguy hiểm rất là cao cho nên không có dành cho những bạn mới chỉ thích hợp cho những bạn nào mà đã có kinh nghiệm trading và nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin thì các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của Thuận Capital ở phía dưới Các bạn bấm vào link đó, bấm vào đăng ký Thì các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch Sau khi giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% phí giao dịch trở vào trong ví của các bạn Và ngoại trừ các video, các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên trang web thuậncapital.com Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn